Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là chiếc xe Mercedes-Benz S450 phiên bản L các bạn, với phối màu là màu đen và nội thất màu kem, nó rất là đẹp luôn. Đó, và với cái phối màu này có thể nói đây là một cái phối màu truyền thống của những dòng xe S-Class hoặc là những chiếc xe Mercedes-Benz nói chung, cũng như là có thể nói đây là cái màu mà Duy nghĩ là rất là nhiều những anh chị sẽ chọn nó. Bởi vì là với chiếc xe S-Class các bạn biết rồi, cái ngoại hình nó màu đen tuyền cũng như là cái nội thất ở bên trong màu kem nữa thì nó quá là xuất sắc luôn. Cũng như là nó có một cái sự tương phản giữa bên ngoài và bên trong. Ok, thật ra đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz S450 này thì Duy đã quay cho các bạn xem cũng rất là nhiều lần rồi, cũng có vài clip review về chiếc xe S450 cũng như là so sánh S450 phiên bản L với là S450 Luxury rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chủ yếu là Duy cho các bạn xem lại cái phối màu, cũng như là các anh chị và các bạn mà chưa xem cái video clip đó thì có thể xem thật là rõ trên cái video clip này luôn. Về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy đó, Mercedes-Benz được thiết kế lại với chiếc xe S450 của chúng ta nè các bạn. Đó, nhìn cái đèn xe nó sẽ được thiết kế nhỏ hơn so với là cái phiên bản trước đây, cũng như là về phần đầu xe các bạn sẽ thấy là Mercedes-Benz S450 trong nó thể thao trẻ trung, cũng như là vẫn giữ được cái sự sang trọng cũng như là rất là đẳng cấp của cái dòng xe S-Class. Đó, về phần đầu xe thì các bạn thấy ha, lưới tản nhiệt nè. Lưới tản nhiệt này là lưới tản nhiệt mà các bạn sẽ thấy trên chiếc xe S-Class rất là nhiều năm nay rồi. Những cái dòng mà 2007, 2008 đến thời điểm này thì Mercedes-Benz trang bị hầu như là cái phần lưới tản nhiệt này nó vẫn giữ nguyên luôn các bạn. Nó vẫn là những cái thanh nhỏ rất là nhiều nan ha. Ok, và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông của chiếc xe này các bạn. Thì đối với cái chiếc xe S450 này các bạn, S450 phiên bản L này ha, thì Duy thấy là cái phần mà vỏ xe nó cũng sẽ khác so với là cái chiếc xe S-Class mà Duy đã quay review trước đây. Đó, thì lớp xe của chúng ta là sử dụng lớp Bright Redstone ha. Thông số của lớp là 255/45R19 cho bánh trước. Và lớp xe của chúng ta là lớp Thai-Fit các bạn. Thì trong những cái trường hợp mà lớp xe của chúng ta mà nó bị lủng bánh á, thì các bạn có thể sử dụng một cái hóa chất ở phía sau để vá xe ha. Đó, nó cũng sẽ đi kèm theo xe luôn. Và thực sự nếu mà cái chiếc xe S450 phiên bản L này các bạn được lắp thêm bánh xe Grandlat nữa thì Duy nghĩ là Duy sẽ thích hơn rất là nhiều. Bởi vì gần đây các bạn sẽ thấy là có một cái vụ tai nạn ở trên đường cao tốc các bạn. Bởi vì là chiếc xe đó nó sử dụng một chiếc xe SUV. Một chiếc xe SUV thì các bạn biết rồi, cái trọng tâm của nó rất là cao, cao hơn so với sedan này rất là nhiều. Cho nên là ít nhiều cái độ chồng chền cũng như là cái độ bám đường nó cũng sẽ không thể nào mà tốt giống như là cái chiếc xe sedan được. Cũng như là cái phần mà cao su của những cái dòng xe mà SUV á, các bạn sẽ thấy nó rất là cao, nó cao lên thế này chứ không phải mỏng như thế này đâu. Khi mà các bạn biết rồi, cái lớp xe mà cao su của chúng ta nó cao lên như thế này á, thì trong những cái trường hợp mà nổ lớp á, thì cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ như thế này, nó nghiêng như thế này bạn rất là rõ luôn. Đó, nhưng mà đối với những cái mẫu xe mà nó trang bị một cái bánh xe lớn như thế này, lớp cao su nhỏ là các bạn thấy rất là nhỏ, thì khi mà chúng ta có nổ lớp đi chăng nữa đi thì cái mâm xe của chúng ta nó vẫn chịu lại trên cái phần mà chịu lực để cho các chiếc xe của chúng ta, thì ít nhiều chiếc xe của chúng ta nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, cũng sẽ tránh cái hiện tượng bị nghiêng xe cũng như là mất lái của chiếc xe, nó rất là nguy hiểm ha các bạn nha. Đó, nhưng mà nếu mà cái chiếc xe S450 này được trang bị thêm lớp Grandlat nữa thì Duy nghĩ là sẽ tuyệt vời hơn nữa các bạn nha. Nhưng mà thật ra về cái lớp xe này các bạn, nó rất là đơn giản luôn. Nếu mà các bạn có thể thích thì các anh chị các bạn có thể là thay cái lớp xe này. Đó, ở ngoài thị trường có bán rất là nhiều những cái lớp xe Grandlat cho cái kích thước này các bạn nha. Đó, và đối với cái chiếc xe S450 này sử dụng cái lớp xe Bright Redstone thì Duy cũng sẽ thích hơn rất là nhiều. Đó, trước đây thì nó Duy thấy là cái đợt mà đầu tiên về các bạn thì S450 phiên bản L này được trang bị cái lớp Hankook đến từ Hàn Quốc. Đó, thì Duy nghĩ là Bright Redstone hay là Michelin hay là Pirelli thì ít nhiều về cái thương hiệu cũng như là cái độ tiếng tăm nó cũng sẽ khi mà khách hàng nhìn vào cũng sẽ thấy thích hơn cái lớp Hankook đến từ Hàn Quốc các bạn nha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu. Đối với cái tay nắm cửa trên cái chiếc xe S450 này là tay nắm cửa thụt thò các bạn nha. Cho nên là khi mà chúng ta chạy xe trên đường các bạn thì cái tay nắm cửa này nó sẽ được ốp sát vào cái thân xe ha. Cũng như là nó sẽ giảm cái chỉ số cản gió của chiếc xe nữa. Đó, thì đối với cái tay nắm cửa này thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều trên những cái mẫu siêu xe các bạn, những dòng xe hiệu suất cao ha, chạy rất là tốc độ rất là nhanh.
Đó, thì nhà sản xuất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz trang bị trên các chiếc xe S-Class của chúng ta, cái tay nắm cửa của một chiếc siêu xe, thì các bạn biết rồi ha. Thì các chiếc xe S-Class này, Mercedes-Benz muốn hướng tới những khách hàng trẻ trung hơn, cá tính hơn, năng động hơn nữa. Ha. Thì thật ra thì với một tay nắm cửa này thôi, thì các bạn cũng thấy ít nhiều là Mercedes-Benz nó thay đổi cái triết lý một chút xíu ha bạn. Trước đây, S-Class chỉ dành cho những khách hàng coi như là đứng tuổi, ha, những khách hàng nghiêm túc, ha, rất là khó tính. Nhưng hiện tại bây giờ, S-Class ha, dành cho một đối tượng khách hàng trẻ hơn rất là nhiều. Đó, về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là Mercedes-Benz S450 của chúng ta được trang bị cái đèn phía sau, nó cũng rất là sắc nét các bạn. Đó, đèn xe thì được thiết kế là vuốt nhọn nè, rất là táo bạo luôn, các bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là lung linh luôn. Đó, thì cái phần đuôi xe này nó cũng mang cho cái chiếc xe S-Class của chúng ta cái sự trẻ trung ha, thể thao và năng động ha. Đó, nhưng cái phần đuôi xe này các bạn thấy ha, hầu như là nó chỉ có thay đổi phần đèn là thôi, nhưng mà về tổng thể của cái phần đuôi xe này thì các bạn thấy ít nhiều đó vẫn giữ cái nét đặc trưng của những dòng xe S-Class trước đây. Đó, về phần bô xe thì các bạn sẽ thấy nè, Mercedes-Benz S450 hoặc là hầu như tất cả những cái dòng xe Mercedes-Benz hiện tại bên dưới bây giờ đều trang bị cái bô đối xứng hai bên luôn các bạn. Thì cái bô đối xứng này khi mà chúng ta nhìn từ phía sau á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một sự cân đối đó về tính thẩm mỹ ha, cũng như là đối với hai cái bô này là hai cái bô thật các bạn. Những cái dòng xe mà 2.0 4 máy hoặc là 1.5 thôi, bên dưới vẫn chia ra hai bô, thì ít nhiều thì cái đường mà thoát của cái ống xả này nó nhiều hơn, nó cũng sẽ làm cho cái phần động cơ của chúng ta ít nhiều nó tăng thêm cái phần hiệu suất nữa các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ mở cho các bạn xem cái phần mà cốp xe. Đó, thì đối với cái cốp xe của chiếc xe S450 của chúng ta, các bạn thấy nha, đây là cái chiếc xe nó dài khoảng gần 5m3, cho nên là cái phần cốp xe cũng như cái không gian nội thất bên trong nó rất là to. Thực ra cái 5m3 các bạn nó dài hơn cái chiếc xe van bên dưới là chiếc xe V250 các bạn. V250 AMG nó khoảng tầm 5m2 thôi. Đó, chiếc xe này thì nó có kích thước tương đương với lại cái chiếc xe V luôn các bạn. Nhưng mà xe của chúng ta thì chỉ có là 4 chỗ, 5 chỗ thôi. Đó, cho nên các bạn thấy không gian bên trong cũng như là phần cốp xe nó cực kỳ rộng rồi. Thì đối với cái bên trong xe thì các bạn, xe này xe mới cho nên là bên trong xe nó sẽ có những cái phụ tùng, những cái phụ kiện đi theo xe. Thì đối với cái S450 thì nó sẽ trang bị cái hai cái tai nghe cho cái người ngồi phía sau. Thì đây là một cái trang bị mới ha, một cái trang bị mà đối với cái phiên bản 2020-2019 Mercedes-Benz S-Class không có các bạn. Thì đối với phiên bản mới này mới có cái tai nghe nè. À, và thứ hai nữa là cái sách hướng dẫn sử dụng để trong một cái túi da của Mercedes-Benz rất là đẹp ha. Ở đây có một cái lọ nước hoa, bởi vì là xe của chúng ta trang bị cái hệ thống xịt nước hoa thông minh. À, ok. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái khăn để chúng ta lau màn hình nè, các bạn thấy không? Mercedes-Benz coi như là khá là chăm chút từng chiếc cái chi tiết nhỏ các bạn, đến nỗi mà cái khăn mà để lau cái màn hình ở bên trong Mercedes-Benz cũng trang bị sẵn theo xe ha, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Ok. Tiếp theo nữa là Di sẽ cho các bạn xem. Đây là một máy tính bảng ha, đến từ Samsung nè các bạn thấy không? Đó, Mercedes-Benz đặt của Samsung các bạn nha. Thì máy tính bảng này nó sẽ để ở cái khu vực mà chỗ tựa tay các bạn, để ở khu vực chỗ tựa tay trung tâm á, để dành cho cái ghế sau ha, dành cho ông chủ của chúng ta có thể là điều chỉnh những cái tính năng về máy lạnh, về nghe nhạc, điều chỉnh coi như là mọi thứ ở trên cái màn hình ở phía trước, thay vì là chúng ta phải nhờ đến anh tài xế ha, thì để anh tài xế tập trung vào lái xe, chúng ta có thể là tự điều chỉnh mọi cái tính năng của cái màn hình MBUX ở phía trước thông qua máy tính bảng này. À, chúng ta chơi nhạc, nghe nhạc, mọi thứ ha, chúng ta điều khiển trên này các bạn nha. Đây là một cái bệ bỏ bắp chân các bạn nha, cái này sẽ gắn vào cái ghế mà thương gia của chúng ta để mà đỡ bắp chân lên cho nó êm hơn thôi ha. Thì sẽ để ở đây một cái hộp quà đó, một cái quà tặng cho các bạn ha, khi mà mua chiếc xe này, cũng như là cái thảm theo xe của chúng ta, ở trong đó có một cái túi y tế, cũng như là ở đây nè, ở đây thì có một cái dụng cụ để mà chúng ta bơm xe, vá xe nè các bạn. Đó, một cái dung dịch khi mà xe của chúng ta bị nổ lốp á, chúng ta có thể sử dụng cái dung dịch này bơm vào lớp xe để tráng vá lốp ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz S450 này, thì các bạn mới thấy ha, chiếc xe của chúng ta nó sang trọng ha, nó đẳng cấp cũng như là nó tuyệt vời như thế nào. Ok.
Hiện tại bây giờ là dì đang ngồi vào cái khoang lái của chiếc xe Mercedes-Benz S450 L này các bạn. Thì với cái phối màu là màu kem ha, cho nên là dì nghĩ là các anh chị các bạn chọn cái phần nội thất này nó rất là phù hợp với cái phần màu sơn, cũng như là cái phần nội thất này nó cực kỳ đẹp khi mà chúng ta đi vào ban đêm các bạn nha. Bởi vì là các bạn biết rồi, cái màu kem nó sẽ bắt đèn rất là tốt. Nó bắt đèn rất là coi như là cái đèn nội thất của chúng ta thì rất là nhiều màu, cho nên là nó sẽ hắt vào những cái phần mà ghế da này các bạn. Nó rất là tuyệt vời về đêm luôn. Đó, khi mà chúng ta đi làm một ngày mà các bạn biết ha, rất là nhiều áp lực, rất là nhiều căng thẳng, thì khi mà chúng ta trở về trên các chiếc xe Mercedes-Benz và ngồi trong cái không gian của chiếc xe S450 này thì dì nghĩ là đâu đó ít nhiều nó sẽ làm cho chúng ta sẽ thoải mái hơn, cũng như là refresh hơn cực kỳ nhiều luôn. Đó thì các bạn thấy là với một cái chiếc xe bây giờ các bạn, nó không đơn thuần là một cái phương tiện để mà chúng ta di chuyển nữa, mà Mercedes-Benz nói chung cũng như là những, đặc biệt là cái chiếc xe S450 này, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm xúc mà khi mà chúng ta lái trên đường cũng như là ngồi vào bên trong khoang nội thất của nó. Thì Duy nghĩ là các anh chị và các bạn nào đó mà đã sử dụng những cái dòng xe sang trọng rồi các bạn, đặc biệt là những cái dòng xe S-Class này, thì các bạn sẽ thấy là Duy nói đúng hay không ha. Đó, và thực ra thì các bạn, đối với cái chiếc xe S-Class bây giờ các bạn, nó được thiết kế lại, nó mang một cái phong cách là tối giản. Tối giản ở đây là như thế nào các bạn? Các bạn sẽ thấy là hầu như là những cái nút bấm ở cái khu vực này nó sẽ không còn nữa các bạn. Những cái nút bấm rất là nhiều ở đây nó sẽ không còn nữa các bạn. Trước đây thì các bạn sẽ thấy cái chiếc xe nó rất là nhiều nút bấm, thì nó sẽ nhiều cái tính năng, nó sẽ rất là nhiều option cũng như là dữ dằn ha. Nhưng đối với cái chiếc xe S-Class này bây giờ các bạn thấy nó không có nút bấm gì hết á. Đó, tất cả mọi thứ bây giờ nó được tích hợp ở trên cái màn hình cảm ứng này. Đó, màn hình cảm ứng của chúng ta độ phân giải rất là cao, rất là sắc nét luôn. Đó, cũng như là bây giờ Duy điều chỉnh mà hệ thống điều hòa nè các bạn, cũng sẽ ở trên cái màn hình này ha, hai vùng khác nhau nè. Những cái tính năng về giải trí nghe nhạc ha, mọi thứ nó đều tích hợp ở trên cái màn hình này. Rất là hay nè. Bây giờ Duy sẽ mở cái Apple CarPlay, bởi vì là Duy có lắp một cái điện thoại ở đây nè, các bạn thấy không? Đây, thì đối với cái tính năng mà Apple CarPlay này thì nó sẽ rất là tiện lợi với cái thời đại 4.0 này hiện tại bây giờ ha. Chúng ta sử dụng bản đồ, nó cũng sẽ sử dụng bản đồ online, bản đồ Google Maps nè. Đó, các bạn đi đến đâu thì các bạn chỉ việc là ra lệnh thôi là chúng ta có thể là đi rồi ha. Ngoài ra tiếp theo nữa là đây, những cái cuộc gọi của chúng ta nó sẽ hiện lên trên này. Đó, chỉ gần gọi cho ai thì chỉ việc bấm vào đây thôi, gọi thôi các bạn nha. Đó, cũng như là danh bạ nó sẽ nằm ở đây, bản đồ chỉ đường, tin nhắn nó cũng sẽ báo ở đây, cũng như là giải trí, hệ thống giải trí. Ok, bây giờ chị thử nha. Duy Mercedes. Đây là kênh của Duy nè các bạn nhé. Đây, các bạn thấy không? Màn hình của chúng ta rất là sắc nét, rất là to luôn, rất là sướng luôn. Duy nghĩ là những cái chuyến mà đi mà lái xe mà 5 tiếng, 3 tiếng, 7 tiếng, hoặc là gia đình của chúng ta mà có những cái bé nhỏ ngồi trên xe các bạn, thì Duy nghĩ là nó sẽ cho các bé có thể là giải trí nè, cũng như là không có nghịch ngợm ở trên xe nữa. Thì Duy nghĩ là với cái màn hình giải trí mà Mercedes-Benz thiết kế to như thế này thì cũng có cái phần mà ngụ ý nữa các bạn. Thì đối với cái Apple CarPlay này các bạn, thì chúng ta xem YouTube thì Duy nghĩ là các anh chị các bạn đừng nên quá tập trung vào ha. Thì nếu mà có chúng ta thì chúng ta có thể là nghe nhạc, hoặc là hạn chế. Duy nghĩ là đối với người lái chúng ta thì hạn chế nhìn vào này, hoặc là tuyệt đối chúng ta thì không nhìn vào cái màn hình này luôn, chỉ dành cho những người bên cạnh của chúng ta thôi các bạn nha. Ok. Đó, Duy nghĩ nè. Đó, các bạn thấy không? Thực ra thì Duy nghĩ là hiện tại bây giờ ha, trên tất cả những mẫu xe ở trên thị trường luôn, những dòng xe rất là mắc tiền, những dòng xe cao cấp luôn, thì cũng sẽ không có được cái phần hệ thống giải trí mà đặc biệt như trên chiếc xe này đâu. Đó, các bạn thấy không? Rất là tối giản luôn. Hầu như là các bạn thấy là không có cái gì mà nút bấm gì nhiều hết.
nó giống như là một cái iPhone của chúng ta hoặc là một cái iPad ở đây. Các bạn biết rồi, cái iPad thì chúng ta làm mọi thứ ở trên đó ha, làm việc tất cả mọi thứ ở trên đó đều là một cái màn hình thôi, nó không có nút bấm gì. Thì cái chiếc xe Atlas của chúng ta bây giờ nó cũng sẽ là như vậy đó. Và khu vực này là cái khu vực màn hình táp lô đó các bạn, nó cũng giống như một cái máy tính bảng thôi đó. Rất là đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng luôn. Còn cái khu vực này đó các bạn, khu vực ở giữa nè, đây cái khu vực này, cái khu vực mà máy lạnh nè đó. Trước đây thì máy lạnh là làm những cái khe, những cái hốc gió nhỏ nằm ở đây, nhưng mà bây giờ sẽ được bố trí ở đây. Thì Duy nghĩ là với cái máy lạnh ở chỗ này đó các bạn, nó có thể là đi thẳng ra cái phía sau luôn đó, giúp cho người ngồi phía sau cũng có thể là mát hơn nữa, mặc dù là xe của chúng ta ở phía sau vẫn có cái hệ thống máy lạnh rồi. Thật ra thì để nói về cảm nhận về cái chiếc xe này, nó nhiều thứ để nói lắm các bạn, nói hoài cũng không hết đâu. Cửa sổ trời đó. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz S450 này nha. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi vào cái ghế VIP các bạn, cái ghế đặc biệt nhất của cái chiếc xe S450 phiên bản L này. Thì trên cái khu vực này các bạn sẽ thấy nó có những cái nút bấm nè. Cái nút bấm này là cái nút ghế nằm. Cái nút ghế nằm trong những cái trường hợp mà chúng ta muốn nằm ha. Chúng ta di chuyển trên một cái đoạn đường dài các bạn, thì chúng ta có thể là bật cái ghế của chúng ta nằm. Mà các bạn phải, đó, các bạn phải giữ cái nút này nha các bạn, giữ nha, giữ tới đâu thì nó sẽ đi tới đó. Ngoài ra là bây giờ Duy muốn chỉnh nè, cái bộ bắp chân lên nè, Duy sẽ chỉnh ở đây. Các bạn thấy không, rất là tuyệt vời luôn. Cái gói ở phía sau chúng ta để vào khu vực này nữa thì nó sẽ êm chúng ta hơn rất là nhiều đó. Duy nghĩ là các anh chị các bạn mà di chuyển trên cao tốc đó các bạn, thì các anh chị các bạn ha, đi tốc độ cao nên seat belt lại. Đó, khi mà chúng ta ngồi ở cái thế này, chúng ta cài seat belt lại nữa, chúng ta có thể ngủ rất là thoải mái luôn ha. Thì thật ra đối với cái chiếc xe S450 Luxury hay là S450 hay là những cái dòng xe Maybach các bạn, thì thông thường thì mọi người sẽ nghĩ là đây là một cái chiếc xe thương gia, chiếc xe dành cho công việc, chúng xe dành cho những cái cuộc gặp gỡ, những cái đối tác ha, để tăng thêm cái sự đẳng cấp ha. Nhưng mà Duy nghĩ là đối với cái chiếc xe S bây giờ các bạn, nó là một chiếc xe dành cho gia đình của chúng ta nữa. Bởi vì là cái ghế này các bạn có thể là dành cho những cái ông bà lớn tuổi của chúng ta ha, những người lớn tuổi, những người mà chúng ta yêu thương nhất sẽ ngồi ở trên cái ghế này. Bởi vì là Duy nghĩ là với cái ghế ngồi này á, các bạn đi 5 tiếng 7 tiếng nữa các bạn nằm trên cái ghế ngồi này, các bạn cũng trên, đặc biệt là trên cái xe S này nữa, thì Duy nghĩ là không còn cái cảm giác mà mệt mỏi nữa đâu. Đó, xe của chúng ta thì có thêm một cái hệ thống nữa là massage nữa cho cái hai hàng ghế sau này nè. Đó, cho nên là lưu thông mà 5 tiếng, 7 tiếng ở trên xe thì Duy nghĩ là cái vấn đề mà mệt mỏi thì chắc sẽ không còn nữa đâu các bạn. Đó, hệ thống âm thanh của chúng ta thì là được trang bị là 13 loa của Boommaster. Đây là một cái hệ thống âm thanh mà có thể nói là rất là cao cấp ở trên thế giới luôn các bạn. Đó, thì đặc biệt là những cái dòng xe S-Class hoặc là những dòng xe Maybach của bên dưới đều trang bị cái loa Boommaster này. Ok, cũng như là cái xe của chúng ta được trang bị cái hệ thống xịt nước hoa thông minh nữa. Khi mà ngồi vào bên trong nội thất này á các bạn, thì đèn viền nội thất ha, mùi hương ha, tất cả mọi thứ, ghế da, nó tạo cho con người chúng ta khi mà ngồi vào trong cái khoang cabin này thì nó thật sự rất rất là tuyệt vời luôn. Khu vực này thì chúng ta chỉnh máy lạnh nè các bạn, những cái khe gió máy lạnh bây giờ được thiết kế lại, các bạn thấy nó rất là đẹp luôn. Đó, Duy nghĩ là không biết là đây có phải là cái nội thất đẹp nhất trên thế giới hiện tại bây giờ các bạn, trên xe ô tô hay không nữa. Đó, mà Duy thấy là hầu như là với cái thiết kế này có thể mở ra cho một cái nền công nghiệp ô tô trên thế giới luôn. Không biết nói như vậy nó có hơi quá hay không các bạn ha. Đó, nhưng mà đối với Duy cảm nhận cái chiếc xe S-Class này nó như thế. Những cái gói tựa đầu nè các bạn được làm bằng da lộn cũng như là bên trong bằng lông ngỗng, cho nên là các bạn sẽ thấy nó rất là êm, rất là thoải mái luôn. Bốn ghế ngồi của chúng ta đều được trang bị. Đó, thì thôi bây giờ là Duy sẽ xin được kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào về cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class hoặc là S450 này, thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653999. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.